Rồi, ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu khóa đến từ nhà Vietbot nha. Rồi mã sản phẩm này thì sẽ là VD501. Rồi sản phẩm này sẽ trang bị cho mình là bốn phương pháp mở khóa nha mấy anh chị. Rồi cái phương pháp mở khóa thứ nhất thì mình sẽ mở khóa bằng vân tay. Thì vân tay nó sẽ thiết kế trên cái tay nắm cửa vô cùng tiện lợi cho mình nha. Rồi phương pháp thứ nhất là bằng vân tay. Thì mình sẽ mở khóa trên cái tay nắm cửa nha mọi người. Rồi phương pháp mở khóa thứ hai thì thẻ từ thì nó sẽ có chip kết nối thẻ từ. Rồi đây sẽ là chip kết nối thẻ từ, nó sẽ hiển thị trên cái màn hình khóa nha mọi người. Rồi đây sẽ là chip kết nối thẻ từ. Và phương pháp mở khóa bằng thẻ từ thì mình chỉ là áp thẻ từ lên trên cái mặt khóa nha. Rồi đây sẽ là cái màn hình cảm ứng và mình mở được. Mình mở được bằng phương pháp là thẻ từ nha mấy anh chị. Rồi phương pháp mở khóa bằng thẻ từ xong rồi thì mình sẽ có trang bị thêm cho mình một phương pháp nữa là mình sẽ mở khóa bằng mật khẩu. Thì mình sẽ thao tác mở khóa bằng mật khẩu trên cái màn hình cảm ứng nha. Rồi phương pháp mở khóa bằng mật khẩu rồi thì nó sẽ còn trang bị cho mình thêm một cái phương pháp mở khóa bằng khóa cơ nha anh chị. Thì mỗi một sản phẩm thì mình sẽ nhận về hai cái khóa cơ. Rồi cái khóa cơ thì nó sẽ ẩn phía bên trong thân khóa nha. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp mở khóa bằng khóa cơ nha. Rồi đây sẽ là phương pháp mở khóa bằng khóa cơ nè mọi người. Rồi sản phẩm này thì nó sẽ có thiết kế cho mình là chuông cửa nha mấy anh chị. Đây sẽ là chuông cửa nè, khi mà mình ấn cửa nha mấy anh chị. Rồi nó sẽ còn trang bị cho mình thêm một cái đầu cắm tai si phía dưới bên dưới cái khóa cơ nha mấy anh chị. Nó sẽ trang bị cho mình là một cái đầu cắm tai si thì nó sẽ phòng cho những cái trường hợp là mấy anh chị bị hết pin nè, mình chưa có thay pin nè. Rồi thì mình sẽ không có mang khóa cơ thì mình sẽ sử dụng là pin sạc dự phòng, và nó sẽ có trang bị cho mình một cái đầu tai si để phòng những cái trường hợp mà bị hết pin và mình không có mang theo khóa cơ nha. Rồi thì sản phẩm này thì nó sẽ có cảnh báo đột nhập khi mà mấy anh chị sử dụng vân tay mà 3 lần mà không hợp lệ thì nó sẽ tự động là nó sẽ báo động về thập báo động nha. Rồi đây sẽ là cái thân khóa nha mấy anh chị. Rồi sản phẩm đến từ nhà Vietbot thì sẽ có cho mình một cái thân khóa bằng inox 304 nha mọi người. Rồi thân khóa sẽ có cho mấy anh chị là một thân khóa bằng inox 304 và trang bị cho mình là 5 cái chốt khóa nha. Đây là một cái chốt khóa chính và đây là một cái chốt an toàn. Thường thường thì mấy anh chị sẽ bắt gặp những cái dòng khóa trên thị trường là sẽ có 3 cái chốt khóa nha, 2 cái chốt khóa. Rồi sản phẩm đến từ nhà Vietbot thì sẽ có cho mình tổng cộng là 5 cái chốt khóa để cho nó an toàn chắc chắn hơn cho cái khóa cửa của mình nha. Rồi nó sẽ đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình. Rồi đây sẽ là 5 cái chốt khóa nha mọi người.